Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Trình kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Hậu. Cử tri huyện Hải Hậu phấn khởi đi bầu cử. Kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện. Và một số tin đáng chú ý khác. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhanh những mô hình sản xuất hữu cơ trên địa bàn huyện. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 5, đồng chí Lê Quốc Trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hải Hậu. Cùng đi có các đồng chí, Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số ngành là thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành viên Ủy ban Bầu cử huyện. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Hải Hậu, sau giờ khai mạc, công dân đã tập trung đến khu vực bầu cử để thực hiện quyền công dân đảm bảo an toàn đúng quy định. Trước khi vào bỏ phiếu, các công dân đã thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Tình hình bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, chưa có tình huống phát sinh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Trình và đoàn công tác đã đi kiểm tra các đơn vị bầu cử số 3 và số 7 ở xã Hải Bắc và tổ bầu cử số 6 xã Hải Hưng. Qua kiểm tra nắm bắt sơ bộ tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện, đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện và các địa phương. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, khuyến cáo của ngành y tế, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp. Đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống văn hóa hơn 40 năm qua, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Hải Hậu sẽ thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 23 tháng 5, cử tri cả nước nói chung và cử tri huyện Hải Hậu nói riêng, hân hoan nô nức đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Đúng 6 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 23 tháng 5, cùng với cử tri cả nước, cử tri đơn vị bầu cử số 3 thị trấn Yên Định chính thức trọng thể tổ chức lễ chào cờ, khai mạc và các thủ tục cần thiết tiến hành mở đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại tổ dân phố số 3 thị trấn Yên Định, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện có mặt từ rất sớm, cùng với các cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3 thị trấn Yên Định, tham dự lễ khai mạc đúng giờ và bày tỏ sự vui mừng phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, hăng hái thi đua bầu cử để chọn những người đủ đức, tài, xây dựng đất nước từ các cấp Hội đồng Nhân dân đến Quốc hội. Với tinh thần thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện đảm bảo tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban bầu cử thị trấn Yên Định, các đơn vị bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư cho công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử huyện. Các cử tri đến bỏ phiếu đều nghiêm túc thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các cán bộ y tế được phân công tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các cử tri đến tham dự. Cũng trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Văn Oánh, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại khu vực bỏ phiếu số 5, thị trấn Yên Định. Ngay từ sáng sớm, ban tổ chức đã bố trí sẵn chỗ đo thân nhiệt,
rửa tay sát khuẩn, khẩu trang. Mỗi cử tri đến đều thực hiện kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn nghiêm túc. Các quy định về phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho tất cả cử tri đi bầu cử. Đúng 6 giờ 30 phút tại hội trường nhà văn hóa tổ dân phố số 5 thị trấn Yên Định, tổ bầu cử, các cử tri và đại biểu tiến hành lễ khai mạc. Sau lễ chào cờ, tổ trưởng tổ bầu cử và thư ký tổ bầu cử số 5 đọc diễn văn khai mạc và nội quy bỏ phiếu. Tiếp đó là thủ tục kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri. Đúng 7 giờ, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội lớn, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là cử tri đầu tiên của khu vực tổ bầu cử số 5 thị trấn Yên Định bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phạm Văn Oánh, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện cùng đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Cử tri đi bầu cử trên địa bàn huyện Hải Hậu đạt tỷ lệ 99,73%. Có 20 xã thị trấn có số lượng cử tri đi bầu đạt 100%. Có 188 trên 217 đơn vị cử tri bỏ phiếu đạt 100%. Trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 5, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nam Định, thị trấn Thịnh Long, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung 21 ngày theo quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 và bàn giao trở về địa phương. Số công dân trên gồm 7 người có tiếp xúc gần với công dân xã Hải Lộc, phục vụ bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Quá trình cách ly, các công dân đã được đơn vị tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, theo dõi y tế. Kết quả xét nghiệm 100% công dân âm tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian thực hiện cách ly tập trung, các công dân được đảm bảo về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, thăm khám, đo thân nhiệt thường xuyên. Các công dân chấp hành tốt các quy định, tư tưởng tốt, không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở. Sau khi bàn giao, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã bố trí xe đưa đón 7 công dân về địa phương an toàn. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng hướng dẫn cho công dân hoàn thành thời gian cách ly sau khi trở về địa phương, cần khai báo với chính quyền địa phương, tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe tại nhà 7 ngày theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện. Đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, làm trưởng đoàn. Về phía huyện Hải Hậu có đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Hải Lý, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị huyện cũng như các xã xuất hiện dịch, chỉ đạo tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ, thường xuyên các biện pháp, quyết tâm khống chế dịch tả lợn châu Phi, theo dõi sát tình hình để có phương án xử lý ngay tại chỗ, lập chốt kiểm soát chặt việc vận chuyển buôn bán gia súc trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thực hiện tốt công tác điều tra thống kê tổng đàn lợn để có giải pháp quản lý dịch bệnh và làm cơ sở để hỗ trợ khi dịch bệnh xảy ra. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục bám sát, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịch ở các địa phương, kịp thời tham mưu đề xuất những giải pháp để hỗ trợ vật tư, hóa chất, phục vụ công tác phòng chống dịch, chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch. Từ ngày 12 tháng 5, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh trên địa bàn một số xã của huyện Hải Hậu. Ngay sau khi có thông tin xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống tận địa bàn các xã thị trấn, rà soát khoanh vùng, hướng dẫn bà con thực hiện nghiêm túc việc tiêu hủy đúng quy trình và lập các chốt kiểm dịch, thực hiện phun phòng, giải vôi bột nhiều lần, thường xuyên ở các tuyến đường, điểm tập trung đông người nhằm ngăn chặn kịp thời và hạn chế lây lan diện rộng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan
tổ chức thực hiện tốt các nội dung công điện khẩn số 05 của Ủy ban nhân dân huyện ngày 17 tháng 5 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với Khi Nhanh, những mô hình sản xuất hữu cơ trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm 2021, trên địa bàn huyện nhà tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất mới như mô hình máy cấy mạ khay, mô hình sản xuất lúa hữu cơ theo hướng hàng hóa tại xã Hải Tân, Hải Hưng, vùng lúa chất lượng cao ST25 tại xã Hải An và mô hình trồng lạc hữu cơ tổ dân phố số 22 thị trấn Thịnh Long. Đánh giá bước đầu cho thấy những mô hình này đã và đang từng bước mang lại hiệu quả và hướng đến một nền nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện. Sản xuất vụ xuân năm 2021 có nhiều thuận lợi. Hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt cho yêu cầu sản xuất. Lúa xuân được gieo cấy tập trung theo đúng kế hoạch, hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 20 tháng 2 năm 2021, đạt trên 9.670 ha, diện tích gieo xạ chiếm 21%. Trong đó, lúa thuần chiếm tỷ lệ 87%, chủ yếu là Bắc Thơm số 7, Đài Thơm, Nếp 97 và các giống khác. Lúa lai chiếm 13% diện tích. Qua theo dõi, bám nắm đồng ruộng, có thể nhận xét dàn lúa xuân năm 2021 đến trung tuần tháng 5 cơ bản an toàn sâu bệnh. Mô hình máy cấy mạ khay. Quay trở lại đầu vụ xuân năm 2021, toàn huyện đã có 37 máy cấy. Trong vụ xuân 2021, đã có 500 ha lúa cấy mạ khay tập trung ở các xã Hải Đông, Hải Quang, Hải An, Hải Hưng. Việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở khâu gieo mạ, cấy lúa đã giải phóng sức lao động chân tay, đáp ứng tính khẩn trương của thời vụ và nhất là nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đây là cái dự án về áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa. Đặc biệt là bây giờ với bà con nông dân là cái công lao động không có, áp lực lao động thì chúng tôi đưa cái cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp. Và trong cái dự án này thì bố trí đồng bộ từ giống mới, phân bón và đặc biệt là đưa các cái máy móc trong sản xuất nông nghiệp nhằm làm sao mà giảm cái chi phí công lao động, tăng cái hiệu quả sản xuất. Máy cấy mạ khay đạt hiệu suất 50 sào một ngày đối với máy bé, 100 sào một ngày đối với máy to. Trong khi đó, công cấy tay chỉ đạt tối đa 1,5 đến 2 sào một ngày. Như vậy, sử dụng một máy cấy thay cho 25 đến 50 người lao động trên một ngày. Về chi phí khi dùng máy cấy là 200.000 đồng trên một sào, trong đó công cấy tay là 250.000 đồng trên một sào. Năng suất lúa khi sử dụng máy cấy cao hơn so với cấy tay khoảng 5%. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong mô hình máy cấy tăng từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng trên một sào, tương đương 2 triệu 700 nghìn đồng đến 4 triệu đồng một hecta. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả mô hình mạ khay là cơ sở để các xã thị trấn tiếp tục nhân rộng, tiến tới nâng cao diện tích lúa được cấy bằng máy trên địa bàn toàn huyện. Bên cạnh đó, cần chú trọng sử dụng các giống lúa chất lượng cao, tăng cường liên kết với các tổ chức doanh nghiệp trong thu mua lúa gạo nhằm cải thiện thu nhập cho người nông dân. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ theo hướng hàng hóa tại xã Hải Tân, Hải Hưng. Vụ xuân 2021 là vụ đầu tiên áp dụng mô hình trồng lúa hữu cơ với hơn 2 mẫu tại xã Hải Tân và Hải Hưng. Để tham gia mô hình, các hộ dân phải tuân thủ nghiêm ngặt những kỹ thuật cần áp dụng trong mô hình, theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Giống lúa được sử dụng là Bắc Thơm số 7 nguyên chủng, lượng giống 1kg trên một sào. Bắc Thơm số 7 là giống lúa đang được trồng phổ biến tại Hải Hậu, vẫn đang được đa số người tiêu dùng chọn lựa. Gieo mạ ngày 28 tháng 1 năm 2021, cấy ngày 16 đến 17 tháng 2 năm 2021, mật độ cấy 25 khóm trên 1 mét vuông. Phân bón gồm phân chuồng 300 kg trên 1 sào, phân hữu cơ 60 kg 1 sào,
chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, làm đất kỹ, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ trước và sau cấy, áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM. Mô hình trồng lúa hữu cơ, làm cỏ tay, không dùng thuốc diệt cỏ. Khi sâu bệnh đến ngưỡng, sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học hoặc có nguồn gốc thảo mộc để phòng trừ. Giai đoạn đầu, cây lúa lên chậm hơn so với sản xuất vô cơ. Giai đoạn đẻ nhánh, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Cây lúa giữ đà sinh trưởng phát triển đều đến cuối vụ, bộ lá xanh khỏe. Cây lúa bị khô vằn rất nhẹ. Vụ xuân 2021, các loại sâu hại phát sinh ở mức nhẹ, nên không có sự khác biệt rõ ràng giữa ruộng vô cơ và hữu cơ. Dự kiến dàn lúa cho năng suất tương đương với lúa trồng theo phương pháp vô cơ, thu hoạch từ 175 đến 185 kg một sào. Cùng với mô hình canh tác lúa hữu cơ, các mô hình theo cách 3 giảm 3 tăng. 3 giảm có nghĩa là giảm lượng giống gieo, giảm lượng phân bón, giảm thuốc trừ sâu. 3 tăng có nghĩa là tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng hiệu quả trên địa bàn huyện, được các cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đánh giá là tốt, đều tay và sẽ cho năng suất cao. Thế mạnh của cây lúa hữu cơ là chi phí sản xuất thấp, cải tạo độ màu mỡ của đất, chất lượng đảm bảo, hạt gạo thơm ngon nên giá cao, tăng lợi nhuận cho người trồng lúa. Vùng lúa chất lượng cao ST25 tại xã Hải An. Anh Nguyễn Lưu Cộng, ông chủ của hơn 13 mẫu lúa chất lượng cao ST25 xã Hải An, chỉ tay ngút tầm mắt vui mừng. ST25 thì đang là rỗ đẹp bông và gần đang là gục mặt xuống là dàn lúa là nhanh thuận lợi, nhanh lên mà nó rỗ cũng chỉ chậm một tí thôi nhưng mà khả là tốt hơn là các giống khác. Tiêu thụ thì chúng gia đình và thân gia đình chúng tôi là người nông dân thì không phải non ý. ST25 và người nông dân tôi cấy ra bao nhiêu là các công ty về đặt là đấy là hết giá đã 11.500 một cân rồi. Đánh giá ST25 là giống lúa thuần chất lượng cao do nhóm kỹ sư Hồ Quang Cua lai tạo. Chất lượng được đánh giá gạo ngon nhất thế giới, cơm thơm và đậm vị hơn ST24. Giống lúa đã được trồng tại huyện Hai Vụ nhận thấy sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại Hải Hậu. Cứng cây, chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là chống chịu bệnh bạc lá tốt hơn so với giống Bắc Thơm số 7. Về năng suất, giống lúa ST25 cho năng suất từ 190 đến 210 kg một sào, tức là từ 53 đến 58 tạ một hecta, cao hơn Bắc Thơm số 7 từ 5 đến 10%. Về giá thành, giá bán thóc ST25 cao hơn Bắc Thơm số 7 từ 500 đến 1.000 đồng 1 kg. Mô hình trồng lạc hữu cơ tổ dân phố số 22 thị trấn Thịnh Long. Là vùng trồng cây màu lớn của huyện, năm nay, anh Ngô Văn Hào, tổ dân phố số 22 thị trấn Thịnh Long áp dụng điểm một mẫu mô hình trồng lạc đỏ hữu cơ. Theo quy trình này, thì trong quá trình sản xuất không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ. Mô hình điểm tại thị trấn Thịnh Long bắt đầu được gieo trồng từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Lượng giống 10 đến 12 kg lạc vỏ trên một sào. Làm đất và gieo hạt theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Phân bón gồm phân chuồng hoai mục và phân hữu cơ organic vôi bột. Chăm sóc, làm cỏ bằng tay, kết hợp vun đất, xới phá váng vào 2 lần. Tưới nước, đảm bảo độ ẩm khoảng 70% vào các giai đoạn. Khi gieo, cây có từ 3 đến 4 lá thật và khi ra hoa. Thu hoạch khi số quả già đạt từ 80 đến 85%, phơi ngay sau khi thu hoạch. Lạc để giống cần thu hoạch sớm hơn lạc thương phẩm 5 đến 7 ngày, khi số quả già đạt từ 70 đến 75%. Long thì có khoảng 369 hectare vườn màu. Trong đó khoảng độ 300 hecta trồng lạc. Đến phút này thì áp dụng cái mô hình trồng lạc hữu cơ thì thị trấn Yên Long thì chắc đang đưa vào áp dụng chống chọi về sâu bệnh, không có cái hiện tượng là thác non. Tới đây thì thị trấn sẽ triển khai cái mô hình trồng lạc hữu cơ nhân rộng ra tới toàn thể nhân dân. Năm nay là năm đầu tiên tôi trồng phân bón hữu cơ, nhưng mà tôi thấy là cái năng suất là trổ thử lên thì so với mọi năm thì năng suất cao hơn, chắc chắn là phải đạt đến được tạ 4 trên một sào 360 m2. Nhưng mà đặc biệt là bây giờ cái dàn cây là giữ bộ lá rất là xanh. Đấy, so với này những vườn bên cạnh không cây hữu cơ thì sang năm là mô hình của chúng tôi thì khả năng là sang năm tôi mở rộng cái diện tích nhiều hơn nữa. Từ khi chúng tôi trồng thì
phòng nông nghiệp thường xuyên theo dõi, giám sát trong quá trình chăm sóc đến tới bây giờ là chuẩn bị thu hoạch. Với các mô hình điểm, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp huyện cùng bà con nông dân thường xuyên theo dõi, kiểm tra, ghi nhật ký trong suốt thời gian thực hiện mô hình. Sau thu hoạch, cần có đánh giá, báo cáo cụ thể để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Mục đích của việc chuyển đổi mô hình sản xuất hữu cơ là tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng, đồng thời giúp người nông dân nắm bắt được quy trình, quen dần với việc sản xuất theo hướng hữu cơ, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Huyện Hải Hậu đang hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp sạch vì sức khỏe cộng đồng. Ghi nhanh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.